Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boy Kim TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá dưa leo ở cổng Cà Mau Hồng Ngự Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá dưa leo ở khu vực ở cổng Cà Mau Hồng Ngự Đồng Tháp nha quý vị và các bạn. Thì hàng ngày kênh của Boy Kim TV sẽ quay và cập nhật một số loại nông sản có ở cổng Cà Mau Hồng Ngự để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây nha quý vị và các bạn. Quý anh chị và các bạn nào có trồng dưa leo hay là có quan tâm đến giá dưa leo hàng ngày thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá cả dưa leo qua từng ngày trên kênh của Boy Kim TV các bạn. Nếu quý anh chị và các bạn nào có bán dưa leo hay là có biết giá dưa leo ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha quý anh chị và các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh diễn ra khá là phức tạp nên là một số nơi giãn cách xã hội thì việc vận chuyển hoặc là đi lại cũng gặp nhiều khó khăn nên là giá cả có thể thay đổi theo tùy khu vực, tùy nơi mà tùy loại dưa leo mà có giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá dưa leo hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2021 thì thương lái mua tại khu vực cổng Cà Mau Hồng Ngự Đồng Tháp với giá dao động tầm khoảng từ 7.000 đến 9.000 đồng trên ký các bạn đối với dưa leo đẹp. Thì kênh chủ yếu là quay và cập nhật giá ở tại khu vực cổng Cà Mau Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây. Thì quý anh chị và các bạn nào có xem video có biết giá cả ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Thì em chỉ quay và cập nhật giá cả tại khu vực cổng Cà Mau Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người tham khảo giá cả ở đây thôi. Thì thương lái mua ở đây tùy từng loại dưa, từng đợt hái cũng như từng lứa hái, từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Chị và các bạn cứ tham khảo giá cả ở đây. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo ha. Chào và hẹn gặp lại.